Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày cuối tuần, một ngày thứ bảy, một ngày 4 tháng 5. Thì em cũng quay trở lại là một buổi video ngắn để cùng đồng hành và phân tích với những anh chị nhà đầu tư mình về những vận động thị trường cho những kịch bản ở một tuần tiếp theo. Và đặc biệt là với những cái chiến lược của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ diễn biến như thế nào ở trong một cái giai đoạn tháng 5, là một cái giai đoạn mà có thể nói là giai đoạn chống không tin. Liệu thị trường còn những cái biến cố lớn, những cái pha giảm điểm mạnh nữa hay không, thì em và anh chị mình sẽ cùng nhau đi bóc tách chi tiết trong cái buổi video ngày hôm nay, để từ đó anh chị mình đang cầm nắm cổ phiếu hay là mình đang cầm những cái lượng sức mua, những lượng tiền, thì mình cũng sẽ đưa ra được những chiến lược đầu tư tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể để lại một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh để ủng hộ em làm những buổi video sau tốt hơn và chia sẻ rộng rãi những kiến thức đầu tư đến với tất cả anh chị mình. Cảm ơn chị mình rất nhiều. Thì đầu tiên anh chị mình sẽ thấy là gì? Bản chất cái phiên vận động ngày hôm qua của thị trường của chúng ta ấy, thì đó hay gọi là một phiên giao dịch rất là ảm đạm của thị trường. Và cuối phiên nó có một số yếu tố gọi là về cơ cấu quỹ. Cho nên là ở một góc độ nào đó, cái trạng thái về cung cầu của cổ phiếu nó sẽ bị nhiễu sóng khi mà có những yếu tố cơ cấu, sự trao tay của các tổ chức ở trong một cái phiên vận động là ATC. Cho nên là cái độ chính xác về cung cầu để mà chúng ta đánh giá với một cái phiên vận động ngày hôm qua nó sẽ mang yếu tố là độ chính xác sẽ là không cao. Cho nên vì thế chúng ta sẽ nghiên cứu với nhau nhiều hơn về kịch bản của thị trường ở trong tuần sau và những cái vận động của thị trường liệu có quay trở lại test đáy hay không, hay là sẽ có một cú sập, một cú rơi tiếp theo hay không, theo những gì mà rất nhiều anh chị nhà đầu tư mình đang bàn luận trên thị trường. Và giai đoạn tháng 5 này sẽ là vận động như thế nào để từ đó chị mình đưa ra cho mình một cái chiến lược đầu tư cho nó hợp lý nhất. Thì với những cái vận động góc nhìn của em thì kịch bản của thị trường ở đây á, là mình lưu ý là trong giai đoạn tháng 5 thì cái buổi video tối buổi tối ngày 15 á, em đã đưa ra cho anh chị mình một cái chiến lược rất kỹ. Thì bây giờ ở đây em sẽ nhắc lại thôi, nhắc lại ngắn gọn. Thì tháng 5 là một cái tháng mà anh chị mình thấy rõ ràng là gì, là một cái vùng mà trống thông tin sau những yếu tố thông tin về báo cáo tài chính quý 1 đã ra rất nhiều ở trong giai đoạn tháng 4, hay là những cái sự kiện, những cái biến cố về thông tin nó cũng đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán liên quan đến một số cái vấn đề về tỷ giá hoặc là tăng lãi suất với cung tiền M1 của ngân hàng nhà nước để kìm hãm cái sức tăng nóng của tỷ giá. Thì cái sự tác động của thị trường rất rõ ràng là anh chị mình thấy những yếu tố về dòng tiền đầu cơ xuất hiện những áp lực bán, nó tạo ra một cái biên giảm phải nói rất lớn của thị trường, hơn 100 điểm trong vòng vài phiên vừa rồi trong giai đoạn của tháng 4 đấy. Cho nên là ở một góc độ nào đó thì bước sang những quá trình của tháng 5 thì chị mình thấy gần đây ra một số yếu tố về báo cáo tài chính của những cái doanh nghiệp, em ví dụ kinh điển như là KBC đi, thì nếu như mà nhiều anh chị mình đọc với cái báo cáo tài chính của KBC trong cái quý 1 là em nhớ không nhầm là lỗ đâu đó khoảng tầm lỗ đó khoảng tầm 86 tỷ đấy. Thì đây là một trong những cái giai đoạn mà KBC bị lỗ trong quý 1 vừa rồi, là lần đầu tiên trong vòng khoảng 5 năm trở lại đây. Thì anh chị mình cũng thấy rõ ràng không, cái sự phản ánh của cổ phiếu nó chiết khấu từ bao nhiêu, giảm từ cái vùng 36 mà nó về tới vùng 28 khoảng hơn 20%. Thì nếu như mà anh chị mình có cầm những cổ phiếu như KBC ấy, mà mình không nhận diện được cái xu hướng và cái xung lực cổ phiếu này thuộc dạng là những cổ phiếu yếu. Cho nên vì sao trong nguyên cái chu kỳ tăng vừa rồi em tập trung cho anh chị mình những dòng dẫn dắt như dòng ngân hàng nè, nhưng mà riêng KBC là không có mua luôn, không có đánh luôn anh chị. Hình hầu như là trong 6 tháng nay em không mua bất kỳ cổ phiếu KBC, tại vì mình thấy cái dòng tiền xu hướng nó yếu thì mình không có lựa chọn đó. Tại vì mình đầu tư mình có sự lựa chọn mà anh chị, đâu phải lúc nào mình cũng đâm đầu vào những con như thế này, mình phải đánh vào những con nó mạnh hơn ấy, thì mình dựa vào cung cầu và dòng tiền. Còn những cổ phiếu như KBC bản chất anh chị mình thấy rõ ràng là câu chuyện doanh nghiệp nó không có, nó không có sự tăng trưởng, vì cái sự tăng giá của cổ phiếu đó, nó cũng sẽ bị yếu hơn so với mặt bằng chung của cái cổ phiếu khác. Thì bản chất khi mà anh chị mình có lỡ mà cầm nắm những con này, anh chị mình không xử lý sớm thì cho nó cái lúc mà không tin mà nó ra đúng cái ngày ngày thứ tư buổi tối thì bắt đầu ra thứ năm anh chị mình thấy không, nó cũng có yếu tố giảm điểm vào buổi sáng. Nếu mình nhìn theo cái thông tin tin tức mà mình đấm á, thì anh chị mình bán ra ngày thứ năm coi như bán ngay đấy trong ngắn hạn của những cổ phiếu như KBC. Cho nên chung quy chúng ta thấy được cái vấn đề gì, thông tin tin tức ở trên thị trường chứng khoán mà em và anh chị nhà đầu tư mình đọc được hoặc là mình biết được thì chúng ta sẽ là những người cuối cùng biết được với những thông tin này, thì em chắc chắn với chị mình luôn là cái độ hiểu nghiệm nó sẽ không cao đấy, lưu ý ha. Cho nên mình hãy nhìn vào tố cung cầu, tổ chức họ cũng biết câu chuyện cái nhịp nó không có thì họ không có gom hàng đánh lên đó. Còn ở một góc độ nào đó thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái biến động của thị trường chung. Thì đó là cái kinh nghiệm mà em chia sẻ với chị mình về thông tin tin tức để mình đánh giá, chưa chắc tin xấu ra ở vùng giá hấp cổ phiếu đã giảm sâu nó rồi, tin nó sẽ phản ánh giảm thêm, lưu ý nha. Đấy. Cho nên tháng 5 của thị trường là giai đoạn mà chống thông tin.
Thì với góc nhìn của cá nhân em á, thì chí ít giai đoạn mà chống thông tin thì thị trường cũng sẽ tương ứng nó tạo cái vùng biên, em gọi là vùng cân bằng đó, thị trường sẽ tạo cái vùng cân bằng ở vùng biên dưới. Thì chiến lược này em cũng đã đề cập đến chị nhà đầu tư trong room du kích rất kỹ và cực kỳ chi tiết, thì chị mình hãy nốt lại cái câu văn ở đây để chị mình lưu ý trong tháng năm này. Thì đó là giai đoạn chống thông tin, thì thị trường sẽ đi theo kịch bản gọi là vùng biên cân bằng, có là 1170 và 1220 trong một thời gian có là vài tuần, 3 4 tuần, thậm chí là 1 tháng, 2 tháng là bình thường anh chị nhé. Sau một cái biến cố lớn thì thường cái quá trình thị trường nó phải tạo vùng biên hấp thụ và vùng biên cân bằng trở lại trước khi phát triển một cái xu hướng mới, có thể là vào tháng 6 đấy. Cho nên tạm thời trước mắt trong tháng 5 khi mà thị trường cân bằng biên á thì nó sẽ tạo sự phân hóa, nó là điều chắc chắn anh chị, không phải trong cái biên này con nào cũng tăng đâu. Em nói anh chị mình mua sai, bắt đáy cổ phiếu kênh dưới, mua sai cổ phiếu tài khoản anh chị vẫn lỗ như thường, nhưng không đồng nghĩa với cái việc anh chị mình mua con nào cũng lỗ. Có những cổ phiếu anh chị mình đánh trong những cái tuần tuần vừa rồi đi, như FPT, như MWG, những cổ phiếu em chia sẻ với anh chị nhà đầu tư mình, anh chị mình thấy không, mua về hàng về vẫn có lãi, cổ phiếu mua về nó vẫn có ăn đấy. Thì quan trọng là cái chiến lược anh chị mình như thế nào, mình chọn lọc cổ phiếu ra sao. Và tháng năm này không phải là một giai đoạn dễ để cho anh chị mình đầu tư, cho nên khi mà đánh trong tháng năm này thì bản chất phải đánh giá được cái xu hướng của dòng tiền, chọn mặt gửi vàng, không phải con nào mua cũng được anh chị, chọn cổ phiếu mạnh mà chơi, đừng đánh những con kênh dưới, những con biên giảm sâu giảm lớn à giá trông có vẻ rẻ, thì em nói chị mà sẽ càng có giá rẻ hơn. Nguyên tắc một cổ phiếu mà rơi sâu muốn đi lên cực kỳ khó, tại vì cái lượng cung hàng, ví dụ em nói chị mình những con như DIG đi anh chị mình thấy không, thị trường hồi phục nó có hồi đâu, nếu anh chị bắt những con kênh dưới như này này là càng bị âm thêm đấy. Cho nên chưa chắc với chị mình là những cổ phiếu trông có vẻ giá nó rẻ so với trước đó là giá 34, bây giờ còn 26, nhưng nguyên tắc không phải giá rẻ là giá ngon đấy. Mọi người lưu ý ấy, một cái mặt hàng mà gọi là bị thanh lý thì nó là một mặt hàng gọi là ói hiu, còn một mặt hàng mà trông có vẻ giá cao thì sẽ càng có giá cao hơn, trông có vẻ đắt đỏ thì nó sẽ càng có giá cao hơn nữa, tại vì bản chất cái giá trị nó có đấy. Thì với em góc nhìn về cung cầu dòng tiền cũng vậy, trong giai đoạn này em cũng nói chị mình rất rõ ràng, nếu như đánh thì đợt này dù tháng năm thị trường tạo biên cân bằng thì chỉ đánh ngắn đó, không đánh dài, tại vì thị trường nó chưa có vào cái trên tăng lại. Mọi người lưu ý nha, chúng ta chỉ đánh dài khi thị trường vào cái xu hướng tăng, còn thị trường bây giờ sau biến động lớn nó tạo vùng biên cân bằng dưới thì mình không đánh dài. Thì sẽ có hai dạng cổ phiếu anh chị mình mua, dạng thứ nhất là một MWG FPT rồi đó, kênh trên xu hướng lên đó, FRT rồi, dòng tiền trong ngắn hạn nó vào những cổ phiếu kênh trên đó, thì anh chị mình đánh. Ví dụ gần đây em nói chị mình có con rì anh chị mình thấy không, nếu như mà anh chị mình không mua FPT thì những con rì đây điểm mua nè, dòng tiền anh chị đây điểm mua của những cổ phiếu như rì, muốn trình kỹ nên rủ nè, cái nền đi ngang anh chị mình thấy không, thị trường có biến cố thị trường giảm xong nó rủ phát kỳ thanh khoản dòng tiền vào xác nhận đi lên, thì đó chính là điểm mua cho anh chị nhà đầu tư mình. Đây chuyện hai mẫu hình nè, ví dụ trong tuần sau những con rì mà test lại anh chị mình canh mua, với anh chị nào chưa tham gia hoặc FPT cũng vậy nè, FPT ví dụ qua tuần những cái điểm mà nó canh test lại em hướng dẫn chị mình đánh thêm nè, với những cổ phiếu như thế này phải chấp những con mà mạnh á thì nó sẽ càng mạnh thôi đấy, trên đoạn này nó phân hóa là như thế, còn những con mà yếu á thì nó sẽ càng yếu. Ví dụ em nói chị mình những con như rác xanh nè, anh chị thấy cái biên nó rơi lớn không, thì bây giờ để nó muốn đi lên trở lại cực kỳ khó, tại vì sao, một cái lượng cung rất lớn của nhà đầu tư đang kẹt ở phía trên, thì cái giai đoạn này thị trường phân hóa mà anh chị mình thấy thị trường vận động thanh khoản thấp không, thì tổ chức nó đâu có dạy đâu, họ đổ tiền vào đánh những con này đi lên cho những nhà đầu tư kẹp hàng ở trên họ bán xuống nè, nó có cái gì hết. Anh chị mình thấy con nào có dòng tiền thì nó chỉ tập trung những con đó rồi nó cua đặt, nó không đánh lan man anh chị, cho nên chiến lược giai đoạn này nó cũng sẽ khó đánh đấy. Cho nên chị mình tùy cái vận động mà chị mình hành động chọn cổ phiếu cho nó tối ưu cho cái danh mục của mình, nếu như mình có đánh nè và chiến lược anh chị mình đánh đoạn này á thì cũng chia sẻ luôn là đánh bằng tiền tươi hốc Phật thôi, coi nhiều đánh nhiều, không có margin vùng này, lưu ý kỹ, có tiền mình đánh vào nhanh ra nhanh. Cái dạng thứ hai là dạng cổ phiếu cân bằng đáy á, cân bằng hai đáy hoặc là ba đáy, những cổ phiếu như SHB á thì anh chị mình đánh nó cũng hợp lý, tại vì sao, những con này tạo đáy trước so với thị trường chung, tại vì nó cả ba đáy này, anh chị mình thấy không, những cái biên trước đó là biên rơi sâu nè đấy, thì trước đó biên rơi sâu những cái đáy một này anh chị mình đừng có mua, tại vì anh chị mua xong cũng giật lại đáy hai nè, đáy ba nè, thậm chí ba đáy kia không phải nó mới đi lên, thì những cái đáy ba sau khi quá trình test ba đáy mà không khủng á, xác suất cổ phiếu nó khủng đấy là không cao, sau đó nó có điểm pivot dòng tiền thì anh chị mình tham gia được, nó đúng cái tiêu chí, đúng cái điểm bên trên chị mình mua. Thì đó là hai dạng cổ phiếu em ưu tiên cho anh chị mình. Hôm nay cái buổi video này em sẽ nói với chị mình cái dạng số 3 nữa, hôm trước em chưa nói với chị mình dạng số 3, cái dạng số 3 này cũng là cái dạng mà nó cũng sẽ rất là hay, anh chị mình nắm bắt được hiểu được cái mẫu hình hành vi tổ chức thì anh chị mình đánh nó cũng sẽ hiệu quả. Còn ví dụ những cổ phiếu kênh dưới biên giảm sâu rơi lớn á, thì thôi đừng có đánh anh chị, bỏ qua một bên đi, khi nào cân bằng xong test đáy được cân bằng tốt thì nó vào lại á, thì em hướng dẫn chị mình đánh, có nghĩa là mình có sự chọn lọc mà mình có tiền mình đi chợ mà, thì mình đâu có dạy gì mình vào những con nó yếu hơn, thay vì hết cứ công mạnh trên trên mà anh chị mình đánh, mọi người thấy rõ ràng đúng không, có nghĩa là những cái cây bùng nổ của MBT này cũng là một cái tăng trần, nhưng mà so với DIG cũng là một cái tăng trần, nhưng nó có sự khác biệt giữa hồi phục và dòng tiền bùng nổ, nó khác nhau là ở chỗ đó, khác nhau là cái xu hướng, mọi người hiểu được xu hướng. Thì em nói chị mình lúc nào trong danh mục anh chị mình cũng đều chọn lọc được những cổ phiếu thuộc dạng là tốt nhất của thị trường, những cổ phiếu mạnh nhất của thị trường. Ví dụ như trong cái buổi ngày thứ năm đi,
những cổ phiếu như Techcombank ở đây. Tại vì sao em nói với chị mình à, đây là điểm mua Techcombank, điểm Techcom là cái điểm em nói thẳng luôn là đây là phiên em cược, em cược với những cái điểm mua Techcombank này. Ví dụ anh chị trong room mọi người cũng thấy nè, buổi chiều nè khoảng tầm 2 giờ 24 phút, tại vì sao em lại mua sớm với những cổ phiếu Techcom? Tại thường Techcom là em mua trong uptrend thôi, nhưng mà riêng Techcombank ở đây là em nói chị mình mua luôn. Dù Techcom mua Techcom là cũng chuẩn firm nè, mọi người đánh ngắn một điểm nè với những cổ phiếu Techcom gọi là săn điểm nổ, anh chị mình thấy không? Nó nổ lên tầm khoảng 50 là đạt target em bán à. Con này không đánh lâu đánh dài, đánh ngắn tầm khoảng 50 là em sẽ bán với trạng thái săn điểm nổ và những điểm test cung đấy. Tại vì sao mà em lại nói chị mình như thế? Lý do mua nè, mọi người lấy vị thế trước đánh ngắn nè, cước một cái điểm mua nè, còn vị thế đánh dài trong VIP thì mình cứ giữ đó. Vùng mua là quanh vùng 47 chị mình vào mình mua. Tại vì thật ra em cũng chia sẻ chị mình luôn, không phải đơn giản mà em mua con Techcombank ở đây đâu. Thứ nhất mình xét về xu hướng xu thế thì bản chất là nó mạnh nè, con này chen nó là trên tăng, thị trường giảm 100 điểm cho nó có giảm đâu. Thứ hai là chị mình thấy rõ ràng nó quay về nó lắp luôn cái cây giảm nè, cái giảm chung 60 điểm của thị trường chung này. Thì đồng nghĩa những anh chị mình thấy cầm có Techcombank thị trường giảm 60 điểm phát ra bán là coi như bị mất hàng. Tại vì bây giờ nó đang nằm ở vùng giá hậu kiện là cao nhất trong vòng đó khoảng tầm 2 năm đổ lại đây với những cổ phiếu như Techcom, mọi người thấy không? Trong vòng 2 năm đổ lại đây nè, thì đây cũng phải là vùng giá cao nhất của cổ phiếu Techcombank không? Thì em nói chị mình luôn là những cổ phiếu á, ai mà mua Techcombank trong 2 năm đổ lại đây á, không có ai mà bị gọi là kẹp hàng hết. Ví dụ anh chị mình mua ngày hôm qua mới bị kẹp nè, mua ngày hôm qua 48.8 thì đó thì bị kẹp trong T cộng nè, là bị lỗ ngắn á, chứ không có ai mà kẹp những cổ phiếu Techcom hết. Cho nên những cổ phiếu kênh trên xu hướng lên á, là nó triệt tiêu đi bớt cái lượng cung bị kẹp mà. Còn trong khi đó em nói chị mình qua mà nhìn những con như DIG nè, cái vùng giá mà 3334 nhà đầu tư kẹp rất nhiều, thậm chí 32 3230 này nhà đầu tư bắt đáy rất nhiều và bây giờ chưa về mà. Thì luôn lúc nào nó cũng có một cái lượng cung treo lơ lửng trên đầu, cứ tăng lên là bị bán, tăng lên là bị bán xuống. Thì bắt buộc muốn đi lên, tổ chức phải tạo vùng hấp thụ, gọi là vùng hấp thụ, tạo sự chán nản, rủ lên rủ xuống liên tục cho nhà đầu tư cầm mình lỗ nè, hồi đến thông bán nè, rủ lại là sợ mất, sợ bị cổ phiếu nó gãy nè, bắt ra bán. Thì nó gọi là vùng hấp thụ. Cho nên vì sao nó chị mình không đánh những con này mà đánh là phải đánh Techcom, mua gần nhất là em thứ năm là mua con Techcombank. Tại vì thật ra cái thông tin về nội bộ á là mình cũng biết trước. Ấy ví dụ Techcom thì cũng là một cái cổ phiếu mà cá nhân em mình cũng theo dõi rất kỹ về những cái gọi là gì, những cái yếu tố thông tin bên trong nội tại nội bộ của doanh nghiệp. Thì chị mình còn nhớ Techcombank mà cái điểm mua đầu tiên của chúng ta mua là đây nè, em nói chị mình mua bắt quanh cái vùng giá bao nhiêu, quanh vùng 44, giá đỏ là em nói chị mình vào đánh. Thì sau đó chị mình thấy ra tin gì cổ tức ấy, thì tin này em cũng biết trước. Thì cái phiên vận động ngày hôm thứ năm mà em cho anh chị mua Techcom á với phiên Techcom á thì cũng thế. Thì em cũng nó thấy được cái thông tin là mình cũng biết được thông tin này trước, tức là cái ngày 22 tháng 5, nghĩa là ngày chốt quyền, cái việc mà thông tin chi cổ tức đã ra rồi nhưng mà chưa có chốt cái ngày giao dịch không hưởng quyền. Thì ngày cuối cùng là buổi chiều, sau buổi chiều cái phiên Techcom nó Techcom ra thì mọi người cũng thấy là gì, ngày 22 tháng 5 mới chính là cái ngày mà bắt đầu doanh nghiệp sẽ chốt cái ngày giao dịch không hưởng quyền để mà chi cổ tức bằng tiền mặt 15%. Thì đâu đó khoảng tầm 5 năm đổ lại đây, không đi đây là lần đầu tiên em nhớ không nhầm là vậy, năm trong lần đầu tiên những cổ phiếu Techcombank mà nó chi cổ tức luôn á chị, bằng tiền mặt nha. Đấy, còn cái việc mà nó chia bằng cổ phiếu á là lúc nó vừa IPO lên sàn là nó chia tỷ lệ là 1:2, anh chị mình cầm một cổ được được thêm hai cổ, nó tỷ lệ là 200% anh chị nha. Đấy, thì bắt đầu nó sẽ còn một cái câu chuyện tăng vốn nữa, ngoài cái việc mà chia cổ tức bằng tiền mặt sẽ còn chia đó khoảng 100% tỷ lệ bằng cổ phiếu, là tỷ lệ 1:1 luôn. Anh chị mình cầm 100.000 Techcombank sẽ được thêm 100.000 cổ phiếu Techcombank nữa là 200.000. Đấy, thì câu chuyện doanh nghiệp tăng vốn với Techcom nó vẫn còn hiện hữu. À, lưu ý nha, bản chất đây là doanh nghiệp về cơ bản đi, mình xét về góc độ về quy mô, về cơ bản, về tổng tài sản thì bản chất đây là một trong những cái doanh nghiệp tư nhân về ngân hàng là top 1, nó cạnh tranh với MBB thôi. Lưu ý kỹ mọi người ha, về công nghệ cũng thế, là những cái sân sau của những cái doanh nghiệp cực kỳ lớn ở trên nền kinh tế của Việt Nam, ví dụ như Vingroup đấy hoặc là Masan là sân sau của những cổ phiếu như thế. Cho nên ở một góc độ nào đó để mà bây giờ nói chị mình về câu chuyện cơ bản của Techcom thì nó sẽ hơi thừa, thì em nghĩ ai cũng sẽ biết thôi đấy. Nhưng mà quan trọng nhất mọi người tham gia nó đúng điểm. Vô Techcom ngày hôm nay Techcom là đánh thì bản chất sau đó chị thấy có điểm ngày qua cũng đem vào điểm mồi dòng tiền đấy đấy. Ví dụ như T+2 tuần sau mà về nó xác nhận một cây tiếp tục duy trì cái dòng tiền gia tăng nữa là nói chị mình Techcom là một mình một ngựa đi lên luôn, tại vì nó có câu chuyện riêng lẻ. Cho nên cái tháng năm này á sẽ là một cái tháng gọi là tháng phân hóa của thị trường chung. Anh chị mình hãy hiểu những cái câu chuyện doanh nghiệp, phải đọc vị được cái cung cầu, những cổ phiếu có câu chuyện riêng lẻ thì nó sẽ đi lên, chứ nó sẽ không mang tính chất theo dòng như là trong một cái chen tăng giai đoạn 4 tháng trước. Lưu ý kỹ mọi người ha, cho nên hãy chọn lọc kỹ đấy. Cho nên ở một góc độ nào đó có thể là em sẽ căn cái điểm cơ cấu những cổ phiếu như VIP để cho anh chị mình tập trung đánh những cổ phiếu như là Techcombank đấy. Cho nên mọi người có cầm VIP trong room á, thì mọi người cũng lưu ý thời điểm em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình cơ cấu cho nó hợp lý. Còn nói chị nào cầm những con kênh dưới mà yếu như thế này á, tốt nhất anh chị mình nên cơ cấu đi. Đấy, em nói thật với chị mình luôn là nên cơ cấu đi anh chị, để mình cầm vào cái phần sức mua, mình chủ động cho việc mình đi chợ để mình tham gia được những cổ phiếu nó mạnh hơn. Tại vì tháng năm này mà em nói chị mình cầm những con này sẽ rất là mỏi. Thứ nhất thị trường hồi nó không hồi rõ ràng, anh chị mình thấy thị trường hồi nè, thị trường này là hồi rõ ràng chứ, thị trường hồi được 50 điểm, nhưng mà những cổ phiếu như đây rồi nó có hồi đâu,
cây trần không cơ cấu được lại giật về tiếp. Những cổ phiếu đất xanh họ được nhúng cây trần không cơ cấu lại giật về tiếp. Cho nên những con này dừng hồi mà nó không hồi á, em nói chị mình thị trường mà nó rủ lại một cái là những con này giảm đầu tiên. Anh chị mình thử xem. Còn những con FPT này thì dùng tăng nó tăng, thị trường giảm, ok nó có thể giảm, nhưng nếu có thị trường cân bằng là sẽ lên tiếp. Thì đó những cổ phiếu mạnh, những cổ phiếu mạnh hơn so với thị trường chung thì mình nên tập trung ở đó. Cái rủi ro của anh chị mình em nó sẽ ít đi. Đấy. Cho nên là ở một góc độ nào đó thì cái hệ thống khách hàng bên em thì mình đưa ra cho anh chị mình một cái chiến lược trong room du kích, trong room Tây cộng thì nó rất rõ ràng. Ngày qua FPT Techcombank nó tăng lên thì cũng ăn được cái biên đâu đó tầm khoảng 2%, thì đó cũng là một cái niềm vui anh chị. Ấy một người ai mà có đánh được Techcombank trong cái Tết cung thì người để là phí một trong cái buổi video ngày hôm nay. Em nói đoạn này thị trường khó đấy mà mọi người đánh có lãi được là happy, là vui. FPT một lưu g rồi rì rồi mọi người đánh có lãi là em cực kỳ vui. SHB cũng thế, SHB những cái điểm xác nhận rất tốt nè, pivot dòng tiền một cái test lại, mà chắc có từ kênh dưới đi lên á thì lúc nào nó lên nó cũng sẽ test lại. Và cái trận quan trọng nhất á gọi là cái vùng giá và vùng then chốt của những con như là SHB mà em nói chị mình nó bứt được cái vùng 12 nha, tổ chức họ đổ tiền vào họ kéo vùng 12 nó sẽ vào một trận đánh mới, thì đôi khi đó chính là cái điểm anh chị mình đánh thêm. Cho nên phần vị thế trước tiên mình đánh một cái điểm Tây cộng thì mọi người cứ cầm đấy. Trên đoạn này ở đâu có dòng tiền thì mình tập trung mình đánh ở đó, đừng có đánh lan man, thị trường không phải dễ chơi đâu anh chị nhé. Đấy, và em nói rồi cái biến động thị trường ở thời điểm này trong tháng 5 á, mọi người thấy tăng mạnh thì sẽ cũng khó đấy, nhưng mà để thị trường giảm sâu giảm mạnh hoặc là giảm nó khoảng 300 điểm nữa, 100 điểm 200 điểm nữa thì em cũng không đánh giá cao đấy. Tại vì sao, là vùng chống thông tin, trên cái động lực để thị trường rơi như là tháng 4 em nói chi ít thị trường tháng 5 nó sẽ dễ thở hơn so với giai đoạn tháng 4. Tại vì sao, nếu mình xét ở một góc độ về vấn đề về vĩ mô đi ha, tại vì giờ cung cầu thị trường nó cũng vậy, phân tích với chị mình hoài. Mọi người đã xem kênh video của em ở đây thì em nghĩ chị mình đã hiểu được cái chiến lược của em là gì, không phải đánh lan man, không phải đánh những con kênh dưới, kênh trên xuống lên dòng tiền thì đánh, những con mạnh trên thị trường thì chơi. Còn góc độ về vĩ mô đi thì khi mà bây giờ mình nhìn là cái tỷ giá là cái điều quan trọng nhất anh chị nha. Trong cái giai đoạn vừa rồi khi mà thị trường biến động giảm cũng liên quan một phần lớn nó đến từ tỷ giá. Khi mà tỷ giá tăng nóng thì bắt buộc ngân hàng nhà nước phải có sự hành động đó, chứ không phải nào mà để tỷ giá nó tăng một cách là vô tội vạ được. Đấy, thì cái áp lực của tỷ giá ấy, nó cũng đến từ rất là nhiều những cái vấn đề, và vấn đề lớn nhất ấy, đến từ hệ thống vĩ mô, ví dụ như là từ thị trường lớn nhất đó là thị trường của Mỹ. Đấy, cho nên ở một góc độ nào đó thì buộc ngân hàng nhà nước phải có những cái động thái để kìm hãm là sự tăng nóng của tỷ giá. Bằng cách nào anh chị? Bằng cách là thứ nhất là anh chị mình thấy là ngân hàng nhà nước tăng lãi suất, nhưng mà cái việc tăng lãi suất ở đây ấy, là tăng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, chính là thị trường tăng cái cung tiền về M1 của anh chị nhé. Đấy, ở thị trường đó thì bắt buộc nó tăng lãi suất ở những cái liên ngân hàng. Đấy, còn ví dụ như bản chất thứ hai là gì, nó sẽ bán yếu tố thì ngân hàng nhà nước bán tỷ trọng về đô la hả, thì đó là hai cái yếu tố để kìm hãm đất tỷ giá. Và với những cái động thái này thì em thấy được là trong cái chuyện năm nay á, cái mục tiêu của chính phủ á không phải là kìm hãm, không phải là mục đích là kìm hãm, thứ nhất là không phải kìm hãm lạm phát, cũng không phải là kìm hãm tỷ giá, mà là gì, sẽ mục tiêu chính phủ là sẽ neo lại cái lãi suất ở một cái mốc thấp nhất có thể, ở trong một cái khoảng thời gian lâu nhất có thể. Mục tiêu là để gì, tăng trưởng kinh tế. Đấy, thì bản chất lúc nào cũng có hai mặt, anh khi mà anh chị mình neo một cái một lãi suất nó thấp trong một cái thời gian dài và nó lâu thì tỷ lệ về lạm phát cũng sẽ tăng đó. Nhưng mà lạm phát bây giờ khi mà em đọc được và em thấy được đó, thì nó vẫn trong tầm soát, nghĩa là nó vẫn quanh cái ngưỡng 4% mục tiêu của chính phủ đưa ra từ đầu năm. Đấy, cho nên là ở một góc độ nào đó thì bây giờ ví dụ như mình thấy hy vọng là gì, hy vọng là ví dụ như tỷ giá này đừng có tăng cao, tỷ giá này nó neo được quanh cái vùng 25 đi, 25.000 đi, thì sẽ tạo một cái mặt bằng giá mới, tỷ giá mới. Đấy, thì em nghĩ là chính phủ cũng đã chấp nhận được cái vùng giá mới của tỷ giá là 25.000. Thì bây giờ mình sẽ cùng xem là tỷ giá của thế giới nó như thế nào. Khi mà ngày hôm qua em cũng thấy được bắt đầu là DXY cũng giảm lại anh chị, dù tỷ giá về đô la nè, đô la index nè, thì nhìn chung ông DXY này mà giảm á thì tỷ giá của mình cũng sẽ chết, là sẽ dễ hở hơn nha anh chị ha. Đấy, cứ nghe là chị mình thử nhìn xem về cái gì, nhìn xem về chỉ số của Dow Jones đi, anh chị mình thử nhìn xem vụ Dow Jones này nó cũng ngay, là anh chị mình thấy không, cũng khá giống mình index đúng không, có dụ biên rơi lớn mà biên giảm sâu rồi thì bắt buộc nó muốn đi lên ngay á thì nó cũng khó, mà anh chị mình thấy này nó đâu đó khoảng tầm hơn nửa tháng nó tạo cái vùng biên cân bằng. Thì em cũng đánh giá cực kỳ cao kịch bản của thị trường của chúng ta trong giai đoạn tháng 5 nó sẽ tạo vùng biên cân bằng tương tự với Dow Jones, nó sẽ giật lên giật xuống trong một cái biên độ cân bằng test cung test đáy liên tục như thế này nè anh chị mình thấy không, hay rõ ràng ha. Đó, cho nên ví dụ như hôm trước nhìn cây Dow Jones giảm 500 điểm cũng sợ, qua tăng lại 400-500 điểm anh chị, trước đó là tôi có nhìn nó còn tăng thêm 300 điểm, tăng 700 điểm trong hai phiên đó. Thì đôi khi đây cái vùng cân bằng đáy nó giật lên luôn, giật lên về cái vùng biên trên 39.000 là bình thường anh chị nhé, lưu ý đấy. Cho nên mình thấy là Dow Jones nó cũng tích cực trở lại, khi mà ví dụ như em thấy được cái tỷ gọi là cái động thái của Fed thì họ cũng sẽ sớm hạ lãi suất thôi đấy, sớm hạ lãi suất trong thời gian tới, khi mà tối ngày hôm qua thì báo cáo về việc làm cũng bị suy giảm anh chị nha. Đấy, cho nên buộc phải hạ lãi suất thôi.
khi mà neo một cái vùng lãi suất nó quá lâu cho một cái vùng giá cao đó. Cho nên bản chất thì mình thấy được giai đoạn trong tháng 5 này mọi thứ đi, thì mình chưa thấy được thông tin nào một cái biến động gì nó quá quá tiêu cực để mà làm cho thị trường nó một cái giảm rất sâu nữa đấy. Còn nhiều anh chị mình hô hào thị trường sập, thị trường gãy và 900 về 1000 hết tùy những góc nhìn, tại vì thị trường chứng khoán là một thị trường gọi là đa quan điểm mà, thì quan điểm góc nhìn của em là như thế. Tháng năm này cũng không phải là một cái tháng mà thị trường bùng nổ đó anh chị, nó cũng không phải là một cái tháng mà thị trường con gấu giảm sâu đó, mà nó sẽ là một trạng thái gọi là ảm đạm cân bằng đấy, sau những cái trạng thái bị giảm sâu cái cổ phiếu đó. Thì đó là những cái góc nhìn mà em chia sẻ thêm với tất cả anh chị mình ha, cho nên hãy tập trung đánh vào những cái cổ phiếu riêng lẻ, những doanh nghiệp có câu chuyện riêng, những cổ phiếu xu hướng tăng có dòng tiền đấy. Cho nên tháng năm này tổ chức mà cũng sẽ không đánh theo cung cầu đâu em nhìn, cái động thái này em thấy rõ ràng là tổ chức trong vùng này, ví dụ mình nhìn về điểm số thị trường chung đi, tổ chức sẽ không đánh theo yếu tố về cung cầu, mà chủ yếu á anh chị hãy tổ chức sẽ đánh theo tâm lý. Giai đoạn này là giai đoạn của tâm lý anh chị, tâm lý ảm đạm, tâm lý chán nản, tâm lý cầm tiền, tâm lý cầm cổ. Thì anh chị mình thấy rõ ràng trong những cái tuần rồi khi mà nó xuất hiện những trạng thái thông tin xấu ra này, nó phản ánh hết trong giai đoạn giảm điểm, thì những anh chị nào mà mình cầm cổ phiếu mà lo sợ bán ra nó đều là ngang những cái vùng đáy của các cái cổ phiếu, cho nên thị trường nó có một cái nhịp hồi trở lại 50 điểm anh chị mình thấy không, hay một cái hiệu ứng của quả bóng rơi. Thì nhiều nhà đầu tư thị trường nhận định đây là nhịp hồi phục chính xác, đây là nhịp hồi phục không phải là nhịp tăng, thì anh chị mình sẽ không tham gia cổ phiếu và mình sẽ cầm tiền. Nhưng mình lưu ý thị trường này là thị trường tâm lý, nếu như mà trạng thái nhà đầu tư cầm tiền và tiếp tục chờ cái gì, chờ thị trường nó giảm rũ lại test lại hai đáy, rất nhiều anh chị mình đưa góc nhìn thị trường sẽ test lại hai đáy đúng không, thì em nói kịch bản thị trường test hai đáy sẽ có đó, nhưng mà sẽ chưa xuất hiện ngay đâu. Khi mà bây giờ cái lượng tiền bên ngoài nó nhiều hơn cái lượng cầm cổ, thì đa phần anh chị mình thấy rõ ràng là gì, không dễ để thị trường nó quay thì giảm lại, mà hơn sẽ có trạng thái lôi kéo. Ví dụ như để thị trường muốn quay về test đáy đi, cái gap ở đây tôi chị mình chắc chắn sẽ lấp đấy, nhưng không phải bây giờ. Nhưng bản chất khi nào sẽ lấp, khi mà nó sẽ lôi kéo được những cái lượng nhà đầu tư cầm tiền bên ngoài tham gia nào đấy, lượng nhà đầu tư cá nhân tham gia trở lại. Tổ chức đoạn này họ chủ yếu đánh theo tâm lý, dù trạng thái chị thấy cầm cổ này ép bán giả mang luôn, cho nên chị mình cầm tiền nó giật lên hồi phục chưa cái nào giảm lại, thì nhà tôi đều đang chạm trạng thái chờ đợi. Mà thường anh chị mình lưu ý nha, dù nó kéo nha không mua đâu, nhưng mà bắt đầu khi thị trường nó chững chững lại vùng biên trên nè, chững chững là đi ngang vài phiên nè, nhà tư vào mua lại thì lại dính ngay những cái nhịp rũ thị trường nó rũ về lại biên dưới. Lưu ý tại đây trạng thái cân bằng của thị trường á, cho nên ví dụ mọi người follow theo em, mọi người có vào cổ phiếu ví dụ như là những cổ phiếu FPT, SHB, Techcombank đâu, vì thế mình thoải mái đấy, những cổ phiếu mình đánh cô đặc tập trung thì mình cũng đỡ tâm lý hơn á. Cho nên thị trường này nó cũng đánh rất là khó chịu anh chị nhá, ví dụ anh chị mình nhìn về ông Dow Jones thì cũng vậy, chị mình thấy những trạng thái nó neo lên nè, không mua lao vào mua lại rủ lại bên dưới nè. Hoặc là thị trường của chúng ta trong giai đoạn của năm 2021 cũng vậy, năm 2021 ví dụ đây cũng là trạng thái mà thị trường nó cực kỳ ảm đạm vào cái giai đoạn sau mà cái kỳ báo cáo tài chính đó. Thì mình thấy cái giai đoạn thị trường ở đây nè, sau quá trình ép bán nè, nó hồi lên chị thấy tạo cái vùng biên, em vùng biên cân bằng đi ngang, thường nó lên biên trên nó phải neo lại, nó neo lại cho nên những nhà đầu tư bắt đầu cầm tiền vào và mua, bắt đầu nó có nhịp rũ lại phía sau đấy. Cho nên em thì đánh giá cao những cái vận động này của thị trường, cho nên mọi người cứ tập trung vào cái cổ phiếu mà chị mình tham gia thôi. Đoạn này chủ yếu tổ chức họ đó theo tâm lý, còn cung cầu thị trường thì sau biến động rơi lớn thanh khoản thấp như này là việc rất là bình thường mọi người đấy, tại vì thị trường dòng tiền nó không phải nào chảy vào đều cái chồng cổ phiếu được, mà chủ yếu con nào hay, câu chuyện hay, doanh nghiệp tốt thì nó lên đó đấy. Cho nên ở một góc độ nào đó thì anh chị mình sẽ thấy được là gì, mình sẽ tập trung vào những con nào đúng không, những cổ phiếu nào là những cổ phiếu anh chị mình lưu ý. Thì em cũng đã đề cập nhiều rồi, ví dụ FPT rồi, những điểm ví dụ như sau một cái nhịp tăng rất mạnh nè, cây ngày hôm qua chỉnh lại 1% rất bình thường, không có volume, thì nó gọi là những cây no demand ba trong đà tăng, thì sau đó cổ phiếu tiếp tục còn những phát triển đi lên tiếp, thì đơn giản đây có thể gọi là cây chốt lại của nhà đầu tư cá nhân á. Thì xung được cổ phiếu vẫn còn đi lên, mình không có được hành vi bán ra của tổ chức. Mình cổ phiếu như MWG cũng vậy nè, có cơ có quỹ, cho nên hai phiên này của MWG không phân tích được. Lưu ý kỹ mọi người ha, mình chỉ nói về xu hướng nè, xung được mạnh trên tăng khỏe, những con như gì rõ ràng ba cây tăng gọi là ba con quả xanh nè, hôm qua cũng có cơ có quỹ nó kéo cuối phiên đi lên cũng kinh dị ấy, cũng rất khá hay á. À, nhưng mà chắc về xung lực và dòng tiền như thế này khỏe trong hình kể nền đủ, cho nên thường ví dụ sau ba cây tăng có điểm test lại là anh chị mình nên canh mua và quan tâm với những cổ phiếu như là gì đấy. Còn một vài cổ phiếu lắc chắc bên ngoài, ví dụ nói chị mình về dòng ngân hàng đi, dòng ngân hàng vẫn là cái dòng mà cá nhân em mình vẫn đánh giá rất cao trong một cái chu kỳ tiếp theo. Thì đầu tiên phải nói tới những cổ phiếu xu hướng mạnh nhất của dòng ngân hàng là cổ phiếu như là Techcombank. Thì Techcombank đây điểm màu dòng tiền sau cái test cung, nhưng mà đoạn này thì em ưu tiên với chị mình mua tại những cái test cung đó, chứ những cổ phiếu như Techcom đấy thì target ngắn cứ kéo về 50 thì mình sẽ đánh giá tiếp. Nhìn này đánh ngắn mà anh chị tầm khoảng 5-7% rút tiền vào túi thôi, đoạn này đánh có lại là happy. Còn anh chị mình trong như một dài thì mình cứ nắm đấy, tuần sau mình thấy thêm cái tín hiệu về dòng tiền của những cổ phiếu như Techcombank nó sẽ như thế nào thì mình sẽ đánh giá tiếp với anh chị mình. Còn điểm mua thì cũng chia sẻ anh chị mình kỹ rồi đúng không đấy, điểm mua với em thì quan trọng là điểm mua, phương pháp của mình nó rõ ràng đó. Còn những cổ phiếu ngân hàng tiếp theo, ví dụ anh chị mình nhìn về những mà cổ phiếu như là SHB đi, thì anh chị mình cũng thấy rõ ràng là với những cái vận động cổ phiếu SHB đây, trạng thái cân bằng đáy này, thì những trạng thái dùng SHB nó chờ một điểm xác nhận bất cái vùng 12 nó là cực kỳ tuyệt vời, nó sẽ kéo được những cái lực cầu bên ngoài thị trường vào rất là lớn.
Tại vì đây cũng là một những cổ phiếu quốc dân, là những điểm pivot mọi dòng tiền của tổ chức này nè. Cái nhảy qua test là lượng khách bình thường anh chị nhé. Đấy, những cái cân bằng ba đáy là em nói chị mình cực kỳ an toàn luôn. Chỉ ít là những cổ phiếu này sẽ là cái nhịp nó đi lên trong ngắn hạn thì đủ cái T cộng để cho chị mình đánh nó thoải mái. Đấy, dịp này trước mắt ví dụ em kỳ vọng đánh với những ông như SHB nó sẽ về đó quanh cái biên 12.5 này là hợp lý chị. Tức nó sẽ kéo về cái vùng biên trên. Đấy. Một số cái vận động tiếp theo thì anh chị mình nhìn vào những cái dòng còn lại, ví dụ nhìn vào dầu khí thì cũng chưa có gì. Chưa có gì sau cái uptrend này cân bằng lại bình thường anh chị nha. Đấy, cân bằng lại bình thường. Thì trường hợp nó cân bằng lại neo đây thì nó cũng không phải là gọi là tích cực lắm. Nhưng cũng với như BVD cũng thế. Sau cái uptrend này neo dưới đó. Thì mình nhìn vào cái giá dầu thế giới thì nó cũng chưa ok anh chị. Giá dầu thế giới nó đang tạo cái trend giảm trở lại nha. Đấy, ví dụ như mình xét góc độ về mẫu hình đi thì anh chị mình thấy rõ ràng là gì? Ví dụ xét về giá dầu đây mô hình vai nè, vai đầu vai hẫng, đấy có điểm xác nhận nè. Lưu ý kỹ mọi người ha, ở đây nó còn điểm quay và test lại nữa là xác nhận là nó sẽ đau đấy, đau ngắn ấy, trong trên ngắn hạn bị mất đi cái trên tăng lên gì, mất đi cái trên tăng của giá dầu thế giới à. Mô hình vai đầu vai hẫng này đấy là mô hình đảo chen thì nó cũng chưa có sự ủng hộ lắm từ việc giá dầu thế giới, cho nên dầu khí em vẫn theo dõi chứ mình chưa tham gia ngay đâu. Nhìn chung đồ này thì năm nó sẽ về tháng 5 thị trường sẽ khá là khó, cho nên là mọi người phải đánh mất cổ đặc, đừng có đánh lan man, đừng có vào đánh những cổ phiếu mà nó chưa có dòng tiền hoặc là nó còn đang nằm ở kênh dưới thì em nói chị mình nó chưa ok. Đó là hai dạng cổ phiếu mà mọi người nên theo dõi nha. Đấy, mọi người có những cổ phiếu nào mà quan tâm hoặc là thì cái quỹ thời gian nó cũng không đủ, cho nên là mọi người có những cổ phiếu nào mà chị mình cần hỗ trợ thì thứ nhất anh chị mình hãy kết bạn Zalo với em đi. Mọi người kết bạn với em Zalo qua số là 09458, à, xin lỗi là không qua số là 0974 046220. Có anh chị là muốn đồng hành cùng em trong hệ thống khách hàng á. Nếu như mình chị mình thấy à, đồng quan điểm đầu tư thì anh chị mình kết bạn qua số Zalo của bạn trợ lý là bạn Hải Anh, thì bạn Hải Anh sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho anh chị mình tham gia vào nhóm mà qua số Zalo là 0945 866 915. Thì hiện tại ví dụ như mọi người mà mới tài khoản ở VBS á, thì mình sẽ được miễn phí giao dịch 0% trong 6 tháng. Ngoài ra anh chị mình sẽ được chọn tài khoản số đẹp để anh chị mình giao dịch. Đấy, quan trọng nhất là cuối cùng là chúng ta đồng hành với nhau để chuẩn bị những cái chiến lược mới của thị trường. Đó. Còn ví dụ như ở đây thì trong phần bình luận mọi người có những cổ phiếu nào thì anh chị mình cứ để lại trong phần bình luận bên dưới. Đấy. Một vài vận động tiếp theo thì em đánh giá ngắn gọn với chị mình về cái mẫu hình dạng số 3 nha. Ở đây là nãy giờ nói với chị mình về hai dạng à, hai dạng cổ phiếu mà chị mình chú ý trong tháng 5 nè. Thì bây giờ sẽ nói chị mình dạng số 3 là cái dạng về mẫu hình. Là mẫu hình tạo đáy VSA. Đấy. Có rất là nhiều những cổ phiếu nó đã có những điểm xác nhận anh chị. Những điểm xác nhận là spring này, những pha spring pha C này, có xác nhận thành công pha C thì sẽ chuyển đổi trạng thái bước vào cái pha D. Thì với những cổ phiếu đầu tiên là cổ phiếu của EIB. Đây là cổ phiếu nó chị mình cũng sẽ rất hay, câu chuyện có, doanh nghiệp có, sự tăng trưởng có. Đấy. Tăng vốn cũng có luôn. Những cổ phiếu ví dụ như EIB rõ ràng đây là quá trình tích lũy, không phải là quá trình phân phối anh chị nha. Rõ ràng với những cổ phiếu ví dụ như EIB thì chị thấy rõ ràng là những điểm spring, đây những pha rũ pha C còn những điểm rũ cuối. Đây này, rũ cuối anh chị mình thấy không? Có lượng khắp này. Thì đây những cái pha C có lượng khắp thì sau đó cổ phiếu sẽ quay trở lại ngay về tiếp tục cái vùng nền tích lũy. Thì nó xác nhận thành công, đây là pha xác nhận cho pha C. Thì nó sẽ bước chuyển đổi trạng thái vào pha D. Thì nguyên tắc cổ phiếu khi mà nó vào pha D á, đừng mua cây bùng nổ mà hãy mua những điểm test lại bùng nổ ở điểm bán. Cho nên đoạn tới trong tuần sau em sẽ hướng dẫn anh chị mình đánh với mẫu hình này, đặc biệt là đánh ngắn luôn. Nếu anh chị nào thích đánh ngắn với mẫu hình này em nói chị mình những điểm test lại là điểm mua, nổ lên là điểm bán, test lại là điểm mua. Còn những điểm LBS á, anh chị nào hiểu được cái mẫu hình này những lời em nói chị mình sẽ biết vì sao mình lại đánh như thế. Khi nào nó vào pha E96 mình mới đánh dài. Lưu ý kỹ với những cổ phiếu như EIB ha. Đây là mẫu hình VNA, mô hình rất là hay. Và cái xung đột anh chị mình thấy rõ ràng là cái cây giảm 60 điểm chung với thị trường này. Nó quay về nó lắp à. Nó quay về nó lắp lại trước à. Tức nó mạnh hơn thị trường chung. Nếu mình xét trong bối cảnh trong ngắn hạn. Nhưng là mẫu hình tích lũy nhé. Chứ không phải là mẫu hình yếu đâu. Đấy. Ví dụ những con ví dụ như là bất động sản luôn nè. Hoặc là những con ví dụ VIX chứng khoán nè. Thì đây mới gọi là yếu nè. Nó phải là một tích lũy. Đây phải tích lũy nha. Không có tích lũy nào cái biên lớn như thế cả. Mà đây là cái biên rơi. Biên rơi sâu. Thì bản chất cổ phiếu nó yếu. Đấy. Cân bằng dưới nó yếu. Còn với ông EIB nó khác biệt hoàn toàn. Những con nào phải là phân phối. Lưu ý kỹ mọi người ha. Đấy. Mà đây là những điểm rũ cuối là pha C. Ngoài ra có cổ phiếu bầu bầu cũng hay nha, bầu cũng hay á, anh chị thấy đây quá trình tích lũy này, tại vì đây là cái biên rơi sâu, biên rơi lớn đau chen trong quá trình của năm 2023 vào thời tháng 8 này thì thị trường có lên những này chưa lên thì thị trường tăng nó không tăng, nó tạo biên đi ngang biên tích lũy, thị trường giảm bây giờ vừa rồi nó tạo một cái nhịp rũ cuối này. Thì đây rõ ràng là cái pha C này. Pha C có lượng thấp thì nó sẽ có điểm xác nhận quay trở lại ngay nha, còn có lượng lớn nó mới yếu, còn có lượng thấp anh chị thấy cái xác nhận này, xác nhận thành công pha C này, tạo thành công á pha C này thì thường sau đó sẽ tiếp tục bước vào pha D và những điểm test lại LBS. Cho nên cái giai đoạn này á mọi người đừng có mua cái nổ, riêng với những cổ phiếu mà đánh theo cái pha D của mô hình tạo đáy VSA á là phải đánh cái test lại. Tại vì sao anh chị biết, anh phân tích cho chị mình luôn vì sao là phải test lại. Tại vì bản chất mặc dù là xác nhận tạo đáy đi nhưng mà anh chị mình nhìn ở trên một cái lượng cung rất lớn của nhà đầu tư cùng kỳ thì lúc nào nổ lên á, nó cũng sẽ gặp áp lực bán cũng phải test lại để rũ bỏ và kiểm tra lại cung cầu.
nên mình phải canh mua những điểm test lại nè, còn nổ lên là bán, test lại là mua đấy. Đó là điểm em hướng dẫn chị mình canh đánh nha, với những cái mẫu hình này đó là có hai con là EIB con bông. Còn chị nào có những cổ phiếu nào nữa thì mình để lại trong phần bình luận bên dưới, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu á. Đấy, cho nên chiến lược trong tháng 5 này em cũng chia sẻ chị mình rõ ràng rồi, cũng xin nhắc lại là tháng 5 này là vùng chống thông tin, thì nói chị mình thị trường để giảm sâu nó cũng chưa có động lực đấy, vĩ mô nó cũng đang có trạng thái tích cực dần đó, chứ là tích cực hơn so với tháng 4. Cho nên thị trường cân bằng đây sẽ tạo sự phân hóa, thì phân hóa thì phải tập trung con mạnh mà chơi, đừng có đánh những con yếu, con nào mạnh nó cứ mạnh, còn con nào yếu thì nó vẫn yếu đấy. Cho nên mọi người đánh thì đánh theo ba dạng cổ phiếu mà em có chia sẻ, dạng kênh trên, dạng cân bằng đáy trước, và cái mẫu hình số 3 là mẫu hình tạo đáy VSA và bước vào pha D. Đó là ba dạng cổ phiếu, anh chưa đánh ngắn thì vào đây chơi với em ha. Thì mình đánh ngắn ở đây mình chủ yếu đánh bằng tiền tươi hốc hoặc không đánh margin, vào nhanh ra nhanh, đúng điểm mua đủ target bán, sai cắt lỗ. Đó là chiến lược mình đầu tư trong tháng 5 này đấy. Thì đó là những gì mình chia sẻ rất rõ ràng đến tất cả đại đa số những chị nhậu tụi mình theo dõi buổi video ngày hôm nay. Cảm ơn chị mình rất nhiều, chúc anh chị mình buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại mọi người trong buổi video qua tuần vào buổi thứ hai. Tạm biệt cả nhà. Qua tuần chúng ta sẽ livestream trở lại mọi người nha. Nãy giờ đến vừa rồi thì trước Tết thì em cũng gọi là mình sức khỏe cũng hơi yếu, ấy cũng bị bệnh lặt vặt anh chị. Thì bắt đầu cũng hồi phục tốt rồi. Đấy, thì qua tuần chúng ta sẽ quay trở lại với cái thời gian là livestream vào mỗi tối thứ ba và mỗi tối thứ năm vào lúc 20 giờ, sẽ ngồi bàn luận và trao đổi với chị mình nhiều hơn về vận động thị trường. Tạm biệt cả nhà.